Con kính chư Phước đến đạo tràng, nguyện cầu quý đạo hữu an vui. Phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là pháp duyên lành để thành tựu niết bàn, xà thức lành thai. Giờ lễ bái tam bảo đã hoàn mãn, con kính tri ân ngài trí thức, con kính ân tri ân sư pháp trang, con kính tri ân quý bà quý cô tu nữ và quý sư, con kính tri ân đạo tràng. Nam mô Buddhaya, nam mô Dhammaya, nam mô Sanghaya. Dạ thưa con chưa thấy thầy kinh vô, con xin gửi mic lại cho cô Nhật Quỳnh. Dạ sa thu kinh cảm ơn thích Thi Na. Nhà Thi Na nói là chưa thấy thầy kinh vô gửi mic cho cô Nhật Quỳnh hết hồn luôn đó. Dạ cảm ơn Thiện Vũ, bằng Kim Nhung cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh chỉ câu thì câu giờ thôi nha quý vị. Dạ Nhật Quỳnh chỉ câu giờ thôi. Nam mô Bụt Thầy dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ cảm ơn Thanh Hoa. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức Đại Đức Pháp Trang cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào thầy kinh. Đỡ rồi thầy kinh vào, Nhật Quỳnh lỡ cầm mic rồi, cho phép Nhật Quỳnh chào đạo tràng luôn. Dạ. Mến chào Sích Thi Na, mến chào Châu Phan, kính chào Tâm Hạnh, kính chào Huynh Vây Nguồn, mến chào Sích Tâm Phương, kính chào A Hùng, mến chào Sích Kim Nhung, mến chào Thành Hoàng, kính chào chị Metta, mến chào Nguyên Tịnh, mến chào Sích Hồng Mai, mến chào Sích Hành Kiểm, kính chào Phước Huệ Chung, mến chào Sích Hồng Mai 2021, mến chào Sích Thiện Vũ, kính chào Niệm Từ, mến chào Thi Lâm, kính chào Karuna. Và một lần nữa Nhục Kinh kính chào thầy kinh. Dạ cảm ơn sa thú đành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Pháp Trang đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền sao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhục Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Sích Thi Na đã hoan hỷ thay mặt đạo tràng để bái tam bảo và thọ trì quy giới. Bây giờ Nhục Quỳnh kính mời Sích Thi Na cầm mic để cung thỉnh pháp sư nghe. Mời Thi Na. Dạ thưa con kính cảm ơn cô. Dạ, Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính mời quý đạo tràng giờ đến giờ học vi diệu pháp của thầy kinh. Con kính mời quý đạo du hữu cùng con thỉnh pháp sư. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Brahma Chaloka Thipati Sampati Katan Chalyan Thiwarang Aya Chata Santi Thasantam Parajang Kajadika Dese Tuthammang Anukam Thimang Pachang Santham Abhelin.
ta yên thô cha thư san cha đàn đăng pháp phố ta nay ye pa ri sa ya man che chúng sanh tất cả bồn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời ló mộng đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành rải tán mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phạm thiên lòng kính thành cung thỉnh phòng lặng thinh nhập tỏ ý nhận lời từ bi khai đạo độ đời nhắm vườn lộc giả ngày dời chân sang chuyến pháp luân độ các hàng đệ tử có năm giam hoàn toàn một lòng chẳng thôi không mòn những điều lợi ích hạnh còn lâu năm cả tam giới thừa âm vô cầm đám mưa lành rơi khắp thế gian với nhân cơ tích rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tử bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Chúng con thành kính thỉnh thầy kinh đăng đàn để hướng dẫn chúng con buổi học vi diệu pháp ngày hôm nay. Con kính chúc quý đạo hữu thính pháp được an vui. Con kính dâng mic đến thầy. Nam mô Bụt Tha Giác. Nam mô Bụt Tha Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Ca Giác. Kính lễ chư tôn đức tăng trong room, kính chào quý sư cô và kính chào tất cả quý vị. Rồi, hôm nay chúng ta tiếp tục về thập nhị nhân duyên ha. Trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavan tang akhiwademi Swakato Bhagavata Thammo Thammang namassami Sipatibanno Bhagavato Savakasangho Sanghang namami Sama Sambuddhamma tulang Sasattham akaduttamang Akhiwadiyata sissa Afitammata sanghang. Con xin thành kính đảnh lễ đến toàn giác vô song giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bụt Tha Giác, Nam mô Tham Ma Giác. Kính thưa quý vị, chương trình cũng vẫn như thường lệ ha. Đọc Pali trước và sau đó nhờ một vị lên đọc bài tự gọi rồi chúng ta đi vào bài học luôn. Xin mời cô thư ký tài ba của chúng ta Watch by, hãy cùng thỉnh tất cả quý vị. Nam mô Bụt Tha Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Kha Giác. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Tỳ Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang. Cùng chư tôn đức, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ và con kính chào thầy kinh, con kính chào toàn thể đạo tràng. Và cũng như mọi khi thì con cũng xin đọc bài Bali hôm nay. Đoạn 3. Tát tha tay vô ách tha Đoà đa sang gà ni quỳ sát tà ca ra ti sàm thi cha tu sẵn khề bồ tì ni quát tà ni đề mù là ni cha quề đi tắp bà ni. Nơi đây đó là định
đó là định luật tùy thuộc phát sanh, nên hiểu rằng có ba thời kỳ, 12 chi, yếu tố, 20 phương cách, chia làm 4 nhóm, 3 sự liên hệ, 4 phân hạng, 3 vòng quanh và 2 nhân. Ca thằng A quýt A tỷ thà cha tí cha ra ma ra nàng a gà a nà gà tô a tha mắt chê a tha bắt chúp bành nề a tha tí ta vô a tha. Như thế nào vô minh và hành thuộc về quá khứ, sanh lão tử thuộc về vị lai, tám chi ở khoảng giữa thuộc về hiện tại, như vậy có ba thời kỳ. A vi cha sang kha ra huynh nha năng na ma ru bằng sa la ya ta năng phát so về đa na tăng hà u ba đa năng phá vô cha ti cha ra ma ra nan ti đoa đa sang ga ni so ka di wa cha năng banatha nit san đa pha la ni đắc sa năng. Vô minh, hành, thiện và bất thiện, thức tái sanh, danh sắc, lục căn, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão và tử là 12 chi. Những danh từ sầu, muộn, vân vân là hậu quả của sanh. Con đã đọc xong. Kính cảm ơn Thầy, cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bố bài. Dạ, con nhường mic cho người kế tiếp ạ. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang. Dạ, con kính lễ Thầy. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng, con xin đọc bài ạ. Đoạn 4. Avicca sankhara ghe na banet tha tan hu pa da na pa wa bi ga hi ta pa wan ti ta tha tan hu ba da na pa ma na pa wa ga ha ne na cha avicca cha sankhara cha ti cha ra ma ra na ga ha ne na cha vinyana đi pha la bành chắc ca mê qua ga hi ta qua ga hi tàn tích cát tòa. Nơi đây khi đề cập đến vô minh và hành thì ái, thủ và hữu cũng được bao hàm trong đó. Cùng thế ấy, khi đề cập đến ái, thủ và hữu thì vô minh và hành cũng được bao hàm trong đó. Khi đề cập đến sanh, lão và tử thì năm hậu quả cùng với những loại tâm của nó cũng được bao hàm trong đó. Hề hề tình chay đà đà ni pha bành đà ni hề ta vô bành cha gia tình pha la bành cha càn ti quỳ sa ta ca ra ti san sang khê ba cha pha hoàn ti. Như vậy có 1. Năm nhân thuộc về quá khứ và 2. Năm quả trong hiện tại, 3. Năm nhân trong hiện tại và 4. Năm quả thuộc vị lai, có 20 phương cách, 3 mối liên hệ và 4 phân hạng. À, dạ hết rồi. Dạ, con đã đọc xong. Dạ, kính cảm ơn chị Nhật Huỳnh bớt bài. Dạ, con kính tri ân Thầy. Dạ, thân mời Hồng Mai ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang, kính chào Thầy Kinh, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài ạ.
Đoạn 5. Avicca tăng hu pa đà na chắc chí lệ sa quát tăng cam sa quát sang kha pha huệ ca đề so sang kha ra cha cam na quát tăng upapap ti sa quát sang kha to phá huệ ca đề so a quát sề sa cha vi pa ca quát tàn ti từ ni quát tà ni avicca tăng hà quát sề na đề mù la ni cha về bí tắc bà ni ba luân chuyển là một vô minh ái và thủ thuộc về vòng quanh của những ô nhiễm, hai một phần của sự trở thành phá hóa hủ được biết là những hành động và những sinh hoạt tâm linh thiện và bất thiện trong hiện tại. Phá hóa là vòng quanh của nghiệp. Ba một phần của sự trở thành hủ được biết là kiếp sống mới upapat ký phá hóa, và phần còn lại thuộc về vòng quanh của quả. Vô minh và hiểu là hai nhân. Tê xá mê quá chá, mù la năng, ní rô thề ná, ní rút chá tí, chà ra má rá ná mút chà giá, tì tí tà nà má, tình há sồ, à sá hòa năng, sá mút tà đà ái chà chá tá quát tá tí. Hai quách tá mà bàn thá nít chề quần tề phù má cá má nà đi cần bà tít cha sa mút bà đồ tí pháp thá tề xí má hà mù ní. Bằng định luật tùy thuộc pháp tại hiện trí, tóm lược bằng cách tận diệt những nhân này vòng quanh luân chuyển, chấm dứt vô minh xuất phát từ những nhiễm ô, tăng trưởng trong sự áp bức càng lúc càng gia tăng của trạng thái già và chết, bậc đại hiền trí đã giải thích tình trạng rối rắm của những kiếp sống vô cùng tận trong tam giới như thế ấy bằng định luật tùy thuộc phát sanh. Dạ con đã đọc xong. Dạ kính tri ân thầy Kinh, kính tri ân toàn thể đạo tràng. Xin mời Tina anh ạ. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ và thầy kinh và đạo tràng. Con xin phép được đọc bài. Con chưa thấy bài nữa con. Dạ con thấy bài rồi. Dạ. Đoạn 3. Thánh thát ta dù ánh thà đò đá sàn gà ni vì sa ta cà ra thi sàn thi khát thi sàn khe bù ti ti ni quát ta ni tuệ mù la ni trà quê đi tắm và ni. Nơi đây đó là định luật tùy thuộc phát sanh, nên hiểu rằng có ba thời, 12 chi yếu tố, 20 phương cách chia làm 4 nhóm, 3 sự liên hệ, 4 phân hạng, 3 vòng quanh và 2 nhân. Khách thần awit cha sang khara ati to attha cha ti cha ra mara nang anagan to attha mat che attha phat chuk ban ne antha ti ta yo attha. Như thế nào vô minh và hành thuộc về quá khứ, sanh lão tử thuộc về vị lai, tám chi ở khoảng giữa thuộc về hiện tại, như vậy có ba thời kỳ. Avicca saṃgahāra viññānaṃ namā rūpaṃ salāyatanaṃ phāso vedanā taṃhā upādānaṃ phāvocca ticcāra maraṇanti đo đa sang ga ni so ka ti di wa cha nang pa ni tha ni san dan pa la ni tan san nang ni tha sa nang. Vô minh hành, thiện và bất thiện, thức tái sanh, danh sắc lục căn xúc thọ ái thủ
ủ, ủ, sanh, lão, tử là 12 chi. Những danh từ sầu ta tháng là hậu quả của sanh. Dạ sa thứ, con kính tri ân quý sư, quý cô tu nữ và đạo tràng và thầy kinh. Dạ, con kính lễ ba ngôi tam bảo, con kính cảnh lễ chư tôn đức tăng cùng quý cô tu nữ, con kính lễ thầy kinh cùng kính chào quý đạo hữu. Xin em xin chị Quỳnh Pốt đoạn 4. Vi cha sành khà ra ga hề lê na pa lê pa lê tha tàn hù pa đà na pha hòa pi ga hi ta pha quan ti ni ta tha tành u pa đà na pha quát ra ha lê na cha a vi cha sành kha ra cha ti cha ra ma ra na ga hề nê na cha vinh nhà na đi pha la pành cha ca mê quá ga hi tàn ti ca tòa. Nơi đây khi đề cập đến vô minh và hành thì ái thủ và hữu cũng được bao hàm trong đó. Cùng thế ấy khi đề cập đến ái thủ hữu thì có vô minh và hành cũng được bao hàm trong đó. Khi đề cập đến sanh lão và tử thì năm hậu quả cùng với những loại tâm của nó cũng được bao hàm trong đó. Atite hề ta vô bành cha y đà ni pha la bành cha càng y đà ni hề ta vô bành cha à gia tình pha la bành cha càng ti quỳ sa ta ca ra ti sa ti sàn thi cha tốt sàn kề hề bà cha phà hoàn ti. Như vậy, một, năm thân thuộc về quá khứ và hai, năm quả trong hiện tại, ba, năm nhân trong hiện tại và bốn, năm quả thuộc vị lai có 20 phương cách, ba mối liên hệ và bốn phân hạn. Con đã đọc xong, con có sai, con kính thầy và quý đạo hữu sửa, con kính tri ân ạ, con xin xuống lễ, con xin mời vị kế tiếp. Dạ, sa thú, sa thú, kính cảm ơn Hoàng Thành.
Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ. Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, Như Quỳnh kính chào đạo tràng. Cảm ơn hoàng thành cho Như Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ con không thấy bàn tay của vị nào. Dạ con xin phép được đọc bài để không mất thời gian của đạo tràng. Dạ cảm ơn chị Metta, cảm ơn Kim Nhung cho Như Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ con xin được đọc đoạn 5. Avijja tanhu badana cakile. Cho con xin đọc lại. Avijja tanhu badana cakile sakwat tang kamma phava sankhato phave kade so sankhara cakamma wat tang upabat ti pha qua san kha to pha quê ca đề sơ a qua sê sa ca quy ba ca quát tành ti tì ni quát ta ni a quy cha tành hà qua sê na đôi mù là ni ca quê đi ta ba ni ba đương chuyển là một vô minh ái và thủ thuộc về vòng quanh của những ô nhiễm. Hai, một phần của sự trở thành phá quá hữu được biết là những hành động và những sinh hoạt tâm linh thiện và bất thiện. Trong hiện tại, phá quá là vòng quanh của nghiệp. Ba, một phần của sự trở thành hữu được biết là kiếp sống với Upapat ti phá quá và phần còn lại thuộc về vòng quanh của quả. Dạ quên mất tiêu, quên mất bài ca. Dạ con xin sám hối với đạo tràng. Vô minh và ái dục được hiểu là hai nhân. Một, tê sám mê quá chá mù la năng ni rô thề na ni rút chanh tí chà ra ma ra mút chà giá bì lý ta na ma phìn ha sâu a sa hoa năng sa múp ba đà a quyết chà cha phá quát ta tí. Hai, quát ta ma bàn tham mít chê quăng tệ phù mắc ca ma na đi căng ba tít trăm mức bà đồ tí ba tháp bề sĩ ma hà mu ni. Tóm lược bằng cách tận diệt những ngân này vòng quanh luân chuyển chấm dứt vô minh xuất phát từ những nhiễm ô tăng trưởng trong sự áp bức càng lúc càng gia tăng của trạng thái già và chết. Bậc Đại Hiền Trí đã giải thích tình trạng rối rắm của những kiếp sống vô cùng tận trong tam giới. Tam giới như thế bằng định lực tùy thuộc phát sanh. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, kính cảm ơn thầy kinh, kính tri ân đạo tràng. Dạ, Như Quỳnh đã thấy bàn tay của Xích Niệm Từ. Như Quỳnh kính mời Niệm Từ. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ sư trí đức. Con kính đảnh lễ sư pháp trang. Con kính lễ với bà với cô tu nữ. Và con kính đảnh lễ thầy kim. Và con kính chào đạo tràng. Và con xin đọc bài học hôm nay. Và cảm ơn Sư Nhật Bình đã post file lên. Dạ cảm ơn đạo tràng đã cho Niệm Từ biết là âm thanh rõ. Đoạn 3. Tất tha ta yo attha đồ đa sang ga ni vi sa ta ra ta ca ra ti san chi cha tu san khe mục bồ tì ni quắc ta ni đuề mù là ni cha về trí ta bà ní. Nơi đây đó là định luật tùy thuộc phát sanh, nên hiểu rằng đó có ba thời kỳ, 12 chi yếu tố
20 phương cách chia làm 4 nhóm, 3 sự liên hệ, 4 phân hạng, 3 vòng quanh và 2 nhân. Các thần Avijja Sankhara Atito Attha Jati Chara Ramanang Anagato Attha Macche Attha Pachupanne Attha Titayo Attha. Như thế nào vô minh và hành thuộc về quá khứ, sanh lão tử thuộc về vị lai, tám chi ở khoảng giữa thuộc về hiện tại, như vậy có ba thời kỳ. Avijja Sankhara Vijñānaṃ Nāmarūpaṃ Salayatanaṃ Phaso Vedanā Taṇhā Upādānaṃ Phavo Jati Chara Maraṇaṃ Tidvā Māsaṅgā Nisoka Divacanan Banathan San Da Phalani Da Sanan. Vô minh, hành, thiện và bất thiện, thức tái sanh, danh sắc, lục căn, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão và tử là 12 chi, nhưng danh từ sầu muộn, những danh từ sầu muộn, ta tháng vân vân là hậu quả của sanh. Dạ, con đã đọc xong bài, con có sai không thì con sửa cho giùm con. Dạ, xin cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Bây giờ Niệm Từ mời đạo tràng lên đọc bài tiếp ạ. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, con kính lãnh lễ sư Trí Đức, con kính lãnh lễ sư Pháp Trang, kính lễ thầy, kính chào tất cả anh chị em trong đạo tràng. Con xin được đọc bài. Chị Nhật Quỳnh bốt bài giùm em ạ. Đoạn 4. Avijja Sankhara Gahane Na Banetta Tanhu Padana Pavapi Gahita Pavanti Tatha Tan Hù Bà Đà Na Phá Hóa Gá Ha Nề Ná Chà Vít Chà Sàng Khà Ra Chà Tí Chá Ra Má Ra Nát Gá Ha Nề Ná Chá Viện Nhà Nà Đi Pháp Đi Phá Lắp Bành Chá Kề Mề Quá Gái Tàn Tí Cách Tòa. Nay khi đề cập đến vô minh và hành thì ái, thủ và hữu cũng được bao hàm trong đó. Cùng thế ấy, khi đề cập đến ái, thủ và hữu thì vô minh và hành cũng được bao hàm trong đó. Khi đề cập đến sanh, lão và tử thì năm hậu quả cùng với những loại tâm của nó cũng được bao hàm trong đó. A tì tề hề ta vô bèn cha y đà ni pha la bèn cha cần y đà ni hề ta vô bèn cha à gia tình pha la bèn cha cảm tí vì sa tà cà ra tí sàn đi cha tu sàn kề bà cha phá vành tí. Như vậy có thứ nhất năm nhân thuộc về quá khứ, và thứ hai năm quả trong hiện tại, thứ ba năm nhân trong hiện tại, và thứ tư là năm quả thuộc vị lai, có 20 phương cách, 3 mối liên hệ và 4 phân hạng. Dạ, con đã đọc xong ạ, con xin cảm ơn chị Nhật Quỳnh đã post bài, xin cảm ơn đạo tràng. Dạ, con xin xuống mít, xin nhường cho vị kế tiếp.
Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Dạ thưa con Châu Nguyễn, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ sư Tôn Đức Tăng, con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin phép được đọc bài. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh ạ. Con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu ạ. Đoạn 5. Avicca tần hù bà đà na chát ki lê sa quát tần cầm ma phá quá ná sàn khà tổ phá huệ ca đề sô sàn khà ra chá cầm ma quát tăng u ba bát tí phá hoành u ba bát tí phá quá sàn khà tổ phá huệ ca đề sô á quá xê xà chá quý bà cá quát tăng tí tì ní quát tà ní á quýt trà tăng hà quá xề ná đề mù là ní chè chá huệ đi táp bà. Ba luân chuyển là một vùng ái và thủ thuộc về vòng quanh của những ô nhiễm. Hai, một phần của sự trở lại, một phần của sự trở thành. Phá quá hữu được biết là những hành động và những sinh hoạt tâm linh thiện và bất thiện trong hiện tại. Phá quá là vòng quanh của nghiệp. Ba, một phần của sự trở thành hữu được biết là kiếp sống mới upapatti phá quá, và phần còn lại thuộc về vòng quanh của quả. Vô minh và ái dục phải được hiểu là hai nhân. Một, tề sa mê quá cha mù là nàng ni rô thề ná ni rút cha tí trà ra ma ra ná múc trà giá bị lý tà ná má phìn há sô à sa hòa nàng sa múc bà đà á quý trà chá bá quát tá tí. Hai, quát à bành tha mít chê hoàng tề phù ma ca má nà đi cằn bát tích cha sa múc bà đồ tí bát thề bát tha bề xí ma hà mú ní. Tóm lược, bằng cách tận diệt những nhân này, vòng quanh luân chuyển chấm dứt. Vô minh xuất phát từ những nhiễm ô tăng trưởng trong sự áp bức càng lúc càng gia tăng của trạng thái già và chết. Bậc đại hiền trí đã giải thích tình trạng rối râm của những kiếp sống vô cùng tận trong tam giới như thế ấy bằng định luật tùy thuộc phát sanh. Dạ thưa con đã đọc xong ạ. Dạ con kính cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ con xin phép được xuống mic, con kính nhân mic lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha. Dạ, quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, ok, dạ, chắc hết ai đọc rồi ha? Chắc không còn ai đọc hết, thấy không? À, cái bài thoát này đó, không biết mình bỏ hình lên được không quý vị? Ví dụ như cái hình thập diện duyên mình bỏ lên, nó có lên được không? Chắc không được hả? Chắc bỏ hình lên chắc không được. Ờ, không được. Nó chỉ là chữ thôi gì. Chữ thôi chứ nó không chưa có cho hình được. Rồi, ok. Nghe mình biết vậy. Rồi, kính thưa quý vị. À, giờ nhờ một vị ai đó tình nguyện giơ tay ha, đọc cái bài từ rồi ha. Trình bày lại cái bài mà từ rồi mình học á. Nhờ vị nào đó trong lớp mình ha. Rồi sau đó mình học tiếp luôn. Rồi, mời cô Nhật Quỳnh. Dạ, cho Nhật Quỳnh đọc thử cây. Nhật Quỳnh, nếu bạn có sai, xin thầy và đạo tràng chỉnh sửa giùm. Dạ, tại vì cái rồi Nhật Quỳnh ghi mà cũng chạy tới chạy lui nên không biết là có sai hay không. Giờ mình chỉ tự đọc thì mình sẽ kiểm tra được hơn.
Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, con thành kính đảnh lễ để Đức Thầy Đức vô quan năm vào đạo tràng. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Trung Đức. Kính chào Thầy Kinh, kính chào đạo tràng và con xin đọc bài tuần rồi. Dạ, con rất là mong nếu con có sai chỗ nào con cung thỉnh đạo tràng và Thầy Kinh và đạo tràng chỉ dạy cho con để con sửa. Cảm ơn cháu Nguyễn. Ghi chú: từ trong tâm đạo siêu thế Lokuttaramaggacitta không được xem là hành. Cho con chút xíu. Tri kính là yếu tố nổi bật trong tâm siêu thế. Tư chỉ hỗ trợ giúp cho trí diệt trừ vô minh. Tư chỉ nổi bật trong các tâm hiệp thế với nhiệm vụ tạo nghiệp. Vô minh nổi bật trong các tâm bất thiện nhưng ngủ ngầm trong các tâm thiện. Thiện và bất thiện thì bắt nguồn từ vô minh. Hai La Mã: Saṅgha-ra-paccaya-viṇyāṇaṃ hành duyên thức. Viṇyāṇa, chữ Sanskrit là Viṇyāṇa. Dạ, Nhật Quỳnh không biết đọc tiếng Anh. Thức tái tục. Batisan thi Viṇyāṇa có 19 tâm quả tục sinh, 2 tâm quan sát thọ xả, 8 tâm quả đại thiện, 5 tâm quả sắc giới, 4 tâm quả vô sắc giới. Tâm quan sát thọ xả bất thiện vô nhân là do tục sinh, người, bốn cõi khổ. Người tam nhân là người tam nhân đắc quả không à. Dạ, chỗ này hình như là Như Quỳnh thì phải. Theo phương cách khác, lấy hết các tâm quả hiệp thế duyên cho hành, 32 tâm quả, 15 tâm quả vô nhân, 8 tâm quả thiện dục giới tịnh hảo, 5 tâm quả sắc giới, 4 tâm quả vô sắc giới. Tâm quả bất thiện vô nhân thời Bình Nhật có 7 tâm quả sanh khởi do phi phúc hành làm nhân. Thời tục sinh, tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, người khổ súc sanh, ngạ quỷ, atula, địa ngục. Cõi có 4 cõi khổ do 11 tâm bất thiện làm nhân, trừ tâm si Phật không có khả năng tạo quả tục sinh, súc sanh, ngạ quỷ. 7 tâm đạo, 7 tâm tạo ra phi phúc hành. Tâm quả thiện vô nhân, thời Bình Nhật 8 tâm quả thiện vô nhân sanh khởi do phúc hành. Thời tục sanh do 4 tâm thiện dục giới ly trí do thiếu tâm tư làm nhân. Tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân, người lạc vô nhân, cõi người cộng tứ thiên vương thấp thần núi thần rừng. 8 tâm quả thiện vô nhân sanh khởi do phúc hành. Dạ, đến đây đã chấm hết. Dạ, nếu con có sai chỗ nào cung thỉnh thầy kinh và đạo tràng chỉ dạy cho con sửa ha. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ con kính cảm ơn đạo tràng. Không kính nhân mít đến thầy ạ. À. Dạ, chào thứ. Nhờ một vị nữa đọc lại lần nữa nha, chưa được rõ ràng lắm. Đọc lại lần nữa, đọc chậm một xíu ha. Để cho bà con dò theo cho nó rõ ràng. Nghe cái bài này khó rồi, từ từ ha. Ai lên đây mời cô nào cô gì đó. Cô Kim Dung lên đọc đi. Cô Kim Dung lên đọc cái bài từ gọi cho rõ ràng coi. Rồi, mời con. Dạ, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Dạ, con kính đảnh lễ thầy. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài ngày
ngày 04 tháng 6 năm 21, ghi chú: tâm sở tư trong tâm đạo siêu thế không được xem là hành. Trí chính là yếu tố nổi bật trong tâm siêu thế. Tư chỉ hỗ trợ giúp trí diệt trừ vô minh. Tư thì nổi bật trong các tâm hiệp thế với nhiệm vụ tạo nghiệp. Vô minh nổi bật trong các tâm bất thiện, nhưng ngủ ngầm trong các tâm thiện. Thiện và bất thiện đều bắt nguồn từ vô minh. Do tư trong hiệp thế tạo nghiệp cho quả tục sinh. Do tư trong đạo siêu thế thì diệt trừ phiền não, nên không coi là hành. Hai La Mã, hành duyên thức. Saṅgha-ra-bách-cha-già-quỳnh-nhà-năng, thức tái tục, còn gọi là tục sinh. Bát tí sằng thi quỳnh nhà ná, có 19 tâm quả tục sinh. Quỳnh nhà ná, Sanskrit là quỳnh nhà ná. 19 tâm quả tục sinh là hai quan sát thọ xả, 8 đại quả, 9 quả đáo đại. Theo phương cách khác, lấy hết các tâm quả hiệp thế duyên cho hành, tổng cộng là 32, gồm có 15 quả vô nhân, 8 quả thiện, 8 quả thiện hiệp thế, 5 quả sắc giới và 4 quả vô sắc. Tâm quả bất thiện vô nhân, thời Bình Nhật có 7 tâm quả, sanh khởi do phi phúc hành làm nhân. Thời tục sinh, tâm quan sát thọ xả, quả bất thiện vô nhân, người là người khổ, chúng sanh, địa ngục, ngạ quỷ, Atula, bàng sanh. Về cõi có 4 cõi khổ, do 11 tâm bất thiện làm nhân, trừ tâm si phóng dật, do không có khả năng tạo quả. Tâm quả thiện vô nhân có 8, thời Bình Nhật, 8 tâm quả thiện vô nhân sanh khởi do phúc hành. Thời tục sinh, do 4 tâm thiện, dục giới ly trí và thiếu tam tư làm nhân. Tâm tục sinh là tâm quan sát, thọ xả quả thiện vô nhân, người là người lạc vô nhân, cõi là người cộng tứ thiên vương thấp. Dạ, ngày hôm nay học 8 quả thiện dục giới hữu nhân ạ. Dạ, đó là bài học của ngày hôm trước. Dạ, con đã đọc xong, con kính tri ân thầy. Con có thiếu kính xin đạo tràng bổ túc thêm ạ. Dạ, con xin xuống mic. Xà thứ. Cô thư ký rồi, sửa lại cái chỗ này chút xíu là trật nè. Theo phương cách khác, lấy hết các tâm quả hiệp thế duyên do hành, chứ không phải cho hành ha. Hành duyên thức mà, thì những cái tâm quả hiệp thế này là duyên do bởi hành, chứ không phải cho. Sửa lại cho đó, trật cho nó lạc luôn ha, lạc nghĩa luôn rồi. Nắm được chưa? Alo. Tôi nói bằng microphone vậy, microphone rõ ràng vậy. Đổ thừa. Đổ Nhật Quỳnh. Được chưa? Sửa rồi ha. Rồi, ok. Rồi, chỗ nào nói ngang thì biết đâu mò. Tâm lúc nào đâu, tâm quan sát cuối cùng, tâm quan đâu rồi? Quả thiện chứ, cuối cùng là quả thiện.
cùng là con quan sát tòa xá quả thiện vô nhân. Sẽ là chưa? Sẽ là cho nó rõ ràng ha, nó chặn cái lạc pháp luôn, cái chết luôn. Ok, chậm chậm ha. Rồi, bây giờ bắt đầu vô bài được chưa? Cô thư ký sao chuẩn bị xong hết chưa? Bây giờ mình tới là tâm quả bất thiện vô nhân. Cái hỏi đó. Tâm quả thiện dục với hữu nhân hả? Lộn nói nó tùm lum tùm la. Tâm quả thiện dục với hữu nhân. Đóng cửa sổ vào. Sanh khởi do tám tâm thiện dục giới tịnh hảo làm nhân. Nghe chưa? Sanh khởi do tám tâm thiện dục giới tịnh hảo làm nhân. Ủa, có nghe rõ không vậy? Sẽ có người nghe người không vậy? Hello. Rõ mà. Rồi, cô thư ký chặt điện gì đó rồi. Cô thư ký đâu mất rồi, chạy ra rồi chắc à. Chạy ra, chạy vô. Sanh khởi do tám tâm thiện dục giới tịnh hảo làm nhân. Rồi, tức là tám tâm quả thiện dục giới hữu nhân nè. Nó được hiện hữu, nó được sanh khởi ra do bởi tám cái tâm thiện. Được về tám tâm thiện dục giới tịnh hảo nó làm nhân, nó làm cái giống như cái chủng nhân này, nó tạo ra tám tâm quả này à, thì như vậy tám tâm quả thiện giới hữu nhân này là do tám tâm thiện này à, nó làm nhân để cho ra cái này à, thì đúng không? Ok rồi. Cô thư ký mà cổ mà trục trặc nha, là room mình cũng bị trục trặc hay vậy ha. Có rồi, chưa vô được nữa. Ồ, cô biết cầm. Được rồi, chưa được biết. Ok. Rồi, giờ mình tiếp ha. Có ba cách hai chấm. Tức là cái tâm quả thiện dụng với hữu nhân này nó phát sanh, nó có mặt, nó hiện hữu là do có ba cách. Từ hành và duyên và thức đó, tức là tám tâm quả này thì nó có ba cách ha. Dòng. A nhỏ. Bốn tâm thiện ly trí. Bốn tâm thiện ly trí đủ tam tư. Bốn thiện ly trí đủ tam tư. Hai chấm. Bốn tâm thiện ly trí đủ tam tư. Hai chấm. Làm nhân cho ra 12 quả. Bốn tâm thiện ly trí đủ tam tư. Hai chấm. Làm nhân cho ra 12 quả. Rồi, tức là bốn cái tâm thiện mà thuộc về ly trí nha, à, tâm thiện ly trí mà đủ tam tư, tức là tư tiền, tư hiện, tư hậu, đầy đủ tam tư, làm nhân, nó sẽ làm nhân thì nó sẽ cho chúng ta có là 12 quả. Rồi 12 quả này sẽ được trình bày trong thứ nhất là thời bình nhật. Bây giờ mình ghi trong thời bình nhật 2 chấm. Trong thời bình dịch rồi thì sẽ cho chúng ta là tám tâm quả thiện vô nhân. Tám tâm quả thiện vô nhân cộng bốn tâm quả thiện
giới ly trí, cộng 4 tâm quả thiện dục giới ly trí bằng 12, đúng không? 8 tâm quả thiện vô dân cộng 4 tâm quả thiện dục giới ly trí bằng 12, bằng 12 quả. Dễ dễ. Rồi, như vậy là trong cái thời bình nhật, những cái tâm thiện mà ly trí đầy đủ tâm tư nó sẽ cho ra 12 quả, tức là sẽ cho ra 8 quả thiện thuộc về vô nhân và 4 tâm quả thiện thuộc về dục giới mà ly trí thì tình hảo. Rồi bây giờ mời một vị lên đọc hết những cái loại tâm mình ra ra nha, đọc ra đàng hoàng nha. Rồi giờ nhờ ai đây? Rồi mời cô Mít Ta, trưởng lão lên trước đi, mời cô Mít Ta lên đọc 8 tâm quả thiện vô nhân và 4 tâm quả dục giới lý, 12 quả. Mời cô Mít Ta lên. Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Maya, Nam mô Sankhaya. Con kính đảnh lễ Tam Bảo Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Sư Pháp Trang, Sư cùng Chư Tôn Đức. Dạ, con kính chào thầy Vinh, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, thầy kêu con đọc là 8 tâm đại thiện dục giới tịnh hảo, phải không thầy? Dạ, xin thầy nói lại, con quên cái câu hỏi rồi. Tám tâm quả thiện vô nhân cộng 4 tâm quả dục giới ly trí. Đọc 8 tâm quả thiện vô nhân phải vậy không? Dạ. Dạ, con xin đọc 8 tâm quả thiện vô nhân, tức là 8 tâm quả thiện dục giới hảo. Dạ, con xin đọc. Tâm quả thiện, thọ hỷ, hỷ trí, vô trợ. Tâm quả thiện, thọ hỷ, hợp trí, hữu trợ. Tâm quả thiện, thọ hỷ, ly trí, vô trợ. Tâm quả thiện, thọ hỷ, ly trí, hữu trợ. Tâm quả thiện, thọ xả, hợp trí, vô trợ. Tâm quả thiện, thọ xả, hợp trí, hữu trợ. Tâm quả thiện, thọ xả, ly trí, vô trợ. Và tâm quả thiện, thọ xả, ly trí, hữu trợ. Dạ, đó là 8 tâm quả thiện hữu nhân. Dạ, còn đọc phần nào nữa không thầy? Dạ, con xin nhường mic. Giờ cô Nhật Quỳnh bóp lại 8 tâm quả thiện vô nhân. 8 tâm quả thiện vô nhân. Bóp lại cô Nhật Quỳnh. Rồi, tức là lên đọc lại 8 tâm quả thiện vô nhân này ha. Rồi tiếp theo là 4 tâm quả dục giới, 4 tâm quả thiện dục giới ly trí. Ghi cái đó luôn. Rồi, đó, tức là giờ nó có hai cái mệnh đề ha. Cái thứ nhất là 8 tâm quả thiện vô nhân, là mình đọc 8 tâm quả thiện vô nhân là gì đó. Rồi xong tới 4 tâm quả thiện dục giới ly trí, đọc ra những cái này là kết quả thành tựu do cái tâm mà thiện ly trí đủ tam tư nó cho. Cô mới ta đọc lại 8 tâm quả thiện vô nhân, trình bày ra là những loại tâm nào, 4 tâm quả dục giới ly trí là những loại tâm nào. Đọc về đúng ha. Rồi mời cô Meta lên làm lại. Dạ,
Dạ, như vậy thì con đọc cái bốn tâm quả dục giới ly trí trước, bốn tâm quả dục giới hữu nhân trước. Dạ, rồi con đọc tiếp tám tâm quả dục giới hữu nhân. Trước hết con nói lại là trước hết con đọc bốn tâm quả dục giới ly trí mà vô nhân, rồi tiếp theo là tám tâm quả thiện dục giới hữu nhân. Dạ phải vậy không thầy? Đọc vô nhân trước rồi đọc hữu nhân sau. Dạ như vậy con xin đọc bốn cái tâm quả dục giới ly trí mà vô nhân. Dạ đó là quả dục giới ly trí vô nhân, và đó là tâm quả thiện vô nhân ly trí, và đó là tâm nhãn thức ly trí. Vô nhân và con không hiểu phần này, nếu mà tâm quả thiện dục giới tịnh, tâm quả thiện dục giới vô nhân à, nam mô bổn thầy đó. Cô chưa hiểu ý à, hiểu ý à. Giờ alo có nghe không à? Alo. Rồi thôi cô chưa hiểu ý giờ mời một vị khác đi, một vị khác lên trình bày đi. Rồi mời Hà đi, Hà lên trình bày lại đi. Hà lên trình bày lại cái này không? Alo có nghe không? Dạ con kính anh lễ sư ngài trí đức, con kính anh lễ chư tôn đức tăng ni, con kính chào các cô tu nữ thầy kinh và đạo tràng. Dạ con xin đọc tám tâm quả thiện vô nhân, gồm có tâm nhãn thức thọ xả quả thiện vô nhân, nhĩ thức thọ xả quả thiện vô nhân, tỷ thức thọ xả quả thiện vô nhân, thiệt thức thọ xả quả thiện vô nhân, thân thức thọ u quả thiện vô té rồi à, bé văng ra rồi. Bây giờ chỗ này sẽ bị tụt lum gì đó, hết cái này tới cái khác gì đó, để hoài luôn. Rõ là mời cô Kim, cô Kim lên, Kim Nhung chứ bạn, Kim Nhung chứ bạn, à mời Kim Nhung lên đây đừng té nữa nha, hết cái này tới cái khác té, rồi mời. Dạ, con thưa thầy, tám tâm quả thiện vô nhân, đó là nhãn thức thọ xả quả thiện vô nhân, nhĩ thức thọ xả quả thiện vô nhân, tỷ thức thọ xả quả thiện vô nhân, thiệt thức thọ xả quả thiện vô nhân, thân thức thọ lạc quả thiện vô nhân, tiếp thâu thọ xả quả thiện vô nhân, thẩm tấn thọ xả quả thiện vô nhân, thẩm tấn thọ hỷ quả thiện vô nhân. Dạ đó là tám tâm quả thiện vô nhân ạ. Dạ con xin xuống mic.
Còn 400 quả dục giới ly trí cho chó ăn hay sao ạ? Nếu quả dục giới ly trí cho chó ăn. Rồi mời. Dạ. Con xin đọc bốn tâm quả thiện dục giới ly trí, đó là tâm quả thiện dục giới hữu nhân, thọ hỷ, ly trí vô trợ. Tâm quả thiện dục giới hữu nhân, thọ hỷ, ly trí hữu trợ. Tâm quả thiện dục giới hữu nhân, thọ xả, ly trí vô trợ. Tâm quả thiện dục giới hữu nhân, thọ xả, ly trí hữu trợ. Dạ, đó là bốn tâm quả dục giới hữu nhân ly trí ạ. Sao đổi ra chữ người ta luôn à? Tâm dục giới thọ hỷ ly trí vô trợ, tâm dục giới thọ hỷ hữu nhân ly trí gì thôi đó. biết đọc tâm luôn đó. Quá bài luôn. Rồi bây giờ mời cô Nhật Quỳnh cho biết là tám tâm vô nhân này với lại bốn tâm quả, tám tâm quả vô nhân này thiện rồi đó, với bốn tâm dục giới, bốn tâm quả dục giới ly trí này là từ đâu ra? Mời cô Nhật Quỳnh giơ tay lên. 12 tâm này từ đâu ra? Đang rồi đổ thừa tiếp. Rồi ai lên tình nguyện lên lại coi. 12 tâm này từ đâu ra? Giơ tay, alo. Tìm rủ ra rồi. À đúng rồi, à trốn nó mất rồi. Nãy giờ lên đọc mới hai ba chữ văn mất tiêu rồi. Mày chỉ ôn lại thôi mà sao giờ quờ hết trơn ta. Rồi mời cô Hồng Nhung, mấy gì kia không dám lên nữa rồi. Dạ con thưa thầy, 12 tâm này đó là tám quả thiện vô nhân và bốn quả thiện dục giới ly trí, là do bốn tâm thiện ly trí đủ tam tư làm nhân. Dạ con xin xuống mic. Dạ hữu, dạ hữu, mới học xong thì hỏi lại cái trốn trơn. Rồi cô thư ký chết cha, cô thư ký đã mất tiêu rồi, chưa vô rồi. Giờ bài đang tới đâu rồi, cô Nhật Quỳnh post lại cái bài tới đâu rồi. Rồi Bình Nhật rồi không? Rồi tới thời tục sinh. Thời tục sinh. Và nhắc lại nó có ba cách. A là tâm thiện ly trí đủ tam tư làm nhân. Cho 12 quả là 8 tâm quả thiện yêu nhân và 4 tâm quả thiện yêu giới ly trí. Là trong thời Bình Nhật. À. Rồi bây giờ tới thời tục sinh. Thời tục sinh. Nghe không có gì, alo. Thời sinh, rồi. Xuống dòng tâm, hai chấm. Xuống tâm, hai chấm. Rồi tục sinh tâm hai chấm. Rồi tâm nào cho tâm nào làm cái phần sự tục sinh đây quý vị ơi. Rồi mời giơ tay cái coi. À giơ tay. Rồi mời ạ. Dạ con không biết đạo tràng có nghe không. Dạ con xin sám hối nãy con bị kẹt. Dạ trong thời tục sinh thì có bốn tâm quả ly trí sẽ làm việc tục sinh. Dạ con xin hết. Sa thứ, sa thứ. Rồi đúng rồi ha.
thực sinh của cái tâm thiện dục giới ly trí, thì cho chúng ta có một trong bốn tâm quả dục giới ly trí ha. Rồi cô thư ký ghi ra tâm một trong bốn tâm quả dục giới ly trí. Một trong bốn tâm quả dục giới ly trí. Rồi, tức là một trong bốn cái tâm quả ly trí này nó làm phần sự là tục sinh. À, nói vậy ha. Rồi, từ từ ha. Ok. Rồi, người thì tâm một trong bốn tâm quả ly trí này nữa, thì nó cho tục sinh làm hạng người gì? Làm hạng người gì? Mời một vị nào coi. Mời. Mời cô Mai, Hồng Mai đâu mất rồi, im ru nãy giờ trốn mất tiêu. Tục sinh làm người gì đây, mời cô giơ tay lên giùm cái. Rồi mời. Dạ trốn thầy mà không thoát nữa thầy ơi cô. Dạ một trong bốn trong quả thiện nhập giới ly trí. Ly trí là người người lạc hương nhân không thầy? Dạ, là người lạc vô nhân thưa thầy. Giờ ngồi trốn mất tiêu lên nói trật lắc. Lên nói trật lắc. Này nó cho ăn nguyên vỏ hồng dịch luôn. Đây là mình đang học một trong bốn tâm quả dục giới ly trí làm việc tục sinh. Thì bốn tâm quả dục giới ly trí này sao người lạc vô nhân được? Nhớ chưa? Là thuộc về người nhị nhân. Đúng, cô Bách Ta chính xác là người nhị nhân. Nhớ chưa cô Hồng Mai ơi? Quên, là học lâu quá quên hết rồi. Trả lại hết trơn mà chết rồi, xong game luôn. Này, lâu lâu ôn lại cái bơi hết trơn. Người ghi lại, người nhị nhân. Rồi, đúng là người nhị nhân. Bây giờ cõi. Cõi. Có mấy cõi có người nhị nhân đây quý vị ơi. Có mấy cõi là mời ai đây mà ai lên đây. Ai giờ tay này. Mời chánh tâm. Rồi, thấy chánh tâm có Nam Nhi Đại Trần Phu. Người nhân dân này sanh được bao nhiêu cõi? Rồi chánh tâm giơ tay coi. Rồi mời. Dạ. Con kính chào thầy kinh, kính chào cả lớp. À, lâu quá cũng quên ha. Nhưng mà cõi thì con nghĩ người nhị nhân thì là có cõi người và cõi sáu cõi trời, nhị nhân cõi người sáu cõi trời thì con nghĩ là bảy cõi. Tại vì nhị nhân không có không có đắc thiền được thì chỉ có ở sáu cõi trời với cõi người mà thôi. Con xin hết ạ. Xà thú, xà thú, đốn mò cũng trúng. Đốn mò cũng trúng.
rồi con còn cõi là có bảy cõi vui dục giới, bảy cõi vui dục giới, tức là một con người mà sáu cõi trời dục giới, bảy cõi vui dục giới nha, nhớ coi như dục giới thiếu gì nó đặt cõi trời thì có trời dục giới, cõi trời sắc giới, cõi trời vô sắc giới. Thành ra giờ mình phải ghi rõ cõi thì có bảy cõi vui dục giới và cõi người mà sáu cõi trời dục giới. Đúng chưa? Thì người dị nhân mà người tục sinh bằng cái tâm quả thiện mà có hai nhân thì không có nhân trí tuệ, không có nhân vô sinh đó ha, thì là người dị nhân. Thì người dị nhân này là không có mặt trong cõi nào có gì? Người dị nhân có mặt trong cõi khổ. Đúng rồi, sắc giới, vô sắc giới, đúng rồi, tức là không có những trong những cõi này thì nó chỉ còn có trong những cõi cõi người và cõi trời dục giới thôi ha. Đó là lý do là như vậy, mình hiểu rõ ràng, khi mình hiểu được rồi thì mình không cần phải thuộc, mình hỏi tới là mình động não ra liền ha. Rồi, đó là tức là về thuộc về tâm thiện lý trí, đầy đủ tâm tư ha. Giờ B, bốn tâm thiện tương ưng trí thiếu tam tư. Bốn tâm thiện tương ưng trí thiếu tam tư. Hai chấm. Bốn tâm thiện tương ưng trí thiếu tam tư. Hai chấm. Làm nhân cho 12 quả. Làm nhân cho 12 quả. Làm nhân cho 12 quả. Rồi, bây giờ là tới cái đề tài chỉ phần B ha. Thì cho chúng ta biết là bốn tâm thiện tương ưng trí thiếu tâm tư. À, tương ưng trí nhưng mà thiếu tâm tư, tức là tư tiền, tư hiện, tư hậu là không có, không đủ ha, bị thiếu tâm tư. Thì do nhân này nó sẽ cho chúng ta, nó sẽ cho ra là 12 quả. À, nó sẽ cho 12 quả. Rồi, xuống dòng thời bình nhật 2 chấm. Thời bình nhật, tức là trong cái đời sống bình nhật ha, nó sẽ cho 12 quả. Thời bình nhật hai chấm. Thời bình nhật hai chấm. Rồi, mời ai đây? Ai tình nguyện bên nói 12 quả thời bình nhật là gì đâu? Thời bình nhật có 12 quả đó, mời cô nào đây? Cô nào lên nói được? Giơ tay mau lên, trời ơi lâu quá. Cho Hồng Mai đó, Hồng Mai lên nói lấy điểm là nãy bị không dịch lộn vậy. Hồng Mai lấy điểm 12 tâm quả trong thời bình nhật. Chỗ Hồng Mai đâu rồi? Suy nghĩ rồi, suy nghĩ nhức đầu quá mà. Bây giờ Kim Dung lên cứu bộ đây. Kim Dung cứu bộ. Kim Dung đưa lại. Rồi, mời Kim Dung lên cứu bộ. Dạ, con thưa thầy, 12 quả này thì nó giống với 12 quả ở phần A. Đó là 8 quả thiện vô nhân và 4 quả thiện ly trí. Dục giới hữu nhân. Dạ, con xin đọc
là tâm nhãn thức thọ xả quả thiện vô nhân, nhĩ thức thọ xả quả thiện vô nhân, tỷ thức thọ xả quả thiện vô nhân, thiệt thức thọ xả quả thiện vô nhân, thân thức thọ lạc quả thiện vô nhân, tiếp thâu thọ xả quả thiện vô nhân, thẩm tấn thọ xả quả thiện vô nhân, thẩm tấn thọ hỷ quả thiện vô nhân. Còn bốn tâm quả ly trí đó là tâm đại quả thọ hỷ, ly trí vô trợ tâm đại quả thọ hỷ, ly trí hữu trợ tâm đại quả thọ xả, ly trí vô trợ và tâm đại quả thọ xả, ly trí hữu trợ. Dạ, đó là 12 tâm quả. Dạ, con xin xuống mic ạ. Xà thử ha, chính xác ha. Cô mày nhớ lại nha, quý vị nhớ bài lại nha, ôn lâu quá ôn lại cái quên hết trơn. Rồi, có thư ký chạy vô cho ra ngoài nè, quý ghi sao đây. Thời bình nhật, 8 tâm quả thiện vô nhân, cộng 4 tâm quả thiện dục giới ly trí, là 12, bằng 12 quả. Sao hô hô rồi, nghe không, alo. Rồi, là đúng rồi, chính xác ha. Rồi, đó là thời bình dịch. Nghe rồi phải không? Thời bình dịch là coi dân quỳnh kia đó. Rồi xuống thời tục sinh, hai chấm, xuống dòng. Giờ tâm hai chấm cũng một trong bốn tâm quả ly trí ha, một trong bốn tâm quả thiện ly trí. Tâm hai chấm một trong bốn tâm quả thiện ly trí. Giờ hợp lý, ly trí giờ hợp lý. Tục sinh tâm thiện bằng điều thiện, mặc dầu là mà thiện tương trí nhưng mà thiếu tam tư thì nó cho kết quả là ly trí. À rồi, nhớ nha, mặc dù là tam tư đầy đủ tam tư nhưng mà mặc dù là hợp trí nhưng mà thiếu tam tư, tâm yếu làm việc mà thiếu tư tiền thiện thì hậu, thành ra ba cái tam tư này nó rất là quan trọng. Thành ra khi mình làm việc thiếu tam tư thì cho tục sinh là thành ra người dị nhân. À, một trong bốn tâm quả thiện ly trí tâm rồi người hai chấm rồi người nhị nhân, người nhị nhân và sanh làm người nhị nhân. Rồi cõi thì cũng vậy ha, bảy cõi vui dục giới, bảy cõi vừa dục giới. Đấy, có vừa giới rồi chưa? Rồi ha. Quý vị chết kịp chưa? Alo. Rồi, ok. Rồi, xuống dòng qua phần C. C. Bốn tâm thiện tương ưng trí, đủ tam tư. Bốn tâm thiện tương ưng trí, đủ tam tư.
làm nhân cho 16 quả, làm nhân cho 16 quả. Làm nhân cho 16 quả. Rồi, như vậy là cái phần C chúng ta biết là khi mà làm việc thiện với hợp trí, tâm thiện tương ưng trí, mà đầy đủ tam tư, tư tiền, tư thiện, tư hậu đầy đủ với tâm thiện tương ưng trí thì nó sẽ cho ra cái là 16 tâm quả. Rồi, xuống dòng trong thời bình nhật. Thời bình nhật 2 chấm. Thời bình nhật 2 chấm. Rồi giờ mời cô Hồng Mai lên là phục hồi lại lấy điểm lợi rồi nãy giờ rớt hai lần phục hồi lại thời mình nhật cho 16 quả, đọc 16 quả rồi mai nó mất tiêu rồi, nay bị dịch hơi nhiều giờ cho lên gỡ rồi. Rồi bắt rồi. Vì tha mới có người trình bày xong thì giờ lên chỉ đọc 16 quả rồi vì tha à, chịu ha, dịch ha, hôm nay chịu thua dịch rồi. Giờ ai thế, ai tình nguyện thế, ai tình nguyện lên đây phải năng nổ lên quý vị ơi. Cô Bích Ta lên được không? Cô Bích Ta lên làm lại được không? Luôn. Ngày 23. Bây giờ cô thư ký này, cô thư Trang Nguyễn lên đọc 16 quả coi. 16 quả, không cần biết, tôi không cần biết, lên đọc nè. Tâm thiện tương ưng trí đủ tâm tư cho 16 quả là 16 quả gì, mời cô thư ký lên, cô thư ký Châu Nguyễn lên nhớ lỗ thừa là không rồi xong luôn rồi mời. Dạ nam mô Bụt Thầy, nam mô Tham Ma, dạ nam mô Sang Kha, dạ. Dạ thưa thầy, từ nãy giờ con té không có biết cái gì đâu thầy ơi. Bây giờ con đọc 16 để con coi lại đây. Bốn tâm thiện tương ưng trí đủ tam tư làm nhân cho 16 quả ở thời bình nhật. Dạ có gì cho con ăn học dịch nha thầy. Dạ không hiểu gì hết. Dạ đó là tám tâm quả thiện vô nhân với lại tám tâm quả thiện dục giới tình hảo, dạ phải không thầy? À dạ, dạ cảm ơn Thích Hà, cảm ơn cô Nhung. Giờ đọc ra hả thầy? Dạ tám tâm quả thiện vô nhân là gồm có là tâm nhãn thức thọ xả quả vô nhân, nhĩ thức thọ xả quả vô nhân, tỷ thức thọ xả quả thiện vô nhân, thiệt thức thọ xả quả thiện vô nhân, tiếp thâu thọ xả quả thiệt thức thọ xả quả thiện vô nhân, thân thức thọ quả thiện vô nhân, tiếp thâu thọ xả quả thiện vô nhân, quan sát thọ xả quả thiện vô nhân, quan sát thọ hỷ quả thiện vô nhân. Dạ tám tâm quả thiện dục giới tình hảo là gồm có tâm quả thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm quả thọ hỷ hợp trí hữu trợ, tâm quả thọ xả hợp trí vô trợ, tâm quả thọ xả hợp trí hữu trợ, tâm quả thọ hỷ ly trí vô trợ, tâm quả thọ hỷ
ly trí hữu trợ, tâm quả thọ, xả ly trí vô trợ, tâm xả tâm quả thọ, xả ly trí hữu trợ. Dạ, dạ đủ rồi thầy, mà con không biết đúng không thầy. Dạ có sai con nhờ thầy sửa, và dạ, con xin phép được xuống mic, con kính dân mic lại do đạo tràng ạ. À. À, xà thú, xà thú ha. Chán ghê, học mấy năm trời bây giờ hỏi lại ai nấy cũng vơ quản rồi. Chết rồi, chết rồi. Đúng không? Rồi ghi ra đi. Tám tâm quả thiện vô nhân cộng tám tâm quả thiện dục giới của nhân. Ghi chưa? Ghi ra đây. Rồi, xin dòng. Nữa, nữa thừa tiếp nữa. Sợ người dục mình đi luôn nha. Rồi, thời tục sinh, hai chấm. Thời tục sinh. Dòng tâm hai chấm, tâm hai chấm, rồi cái này cho tâm gì đây? Alo, rồi chánh tâm lên coi, cho tâm gì đây, cho tâm tục sinh gì đây, chánh tâm đâu? Rồi mời. Dạ, thời tục sinh, thì thời tục sinh thì có bốn tâm quả thiện ly hiệp hợp chí, đó là thời tục sinh có bốn tâm quả hợp chí. Dạ, con xin xuống mít. Dạ, con xin xuống mít ạ. Trong bốn tâm quả thì có một trong bốn tâm quả thì hợp chí. Dạ, con xin xuống mít ạ. Rồi, sao? Rùng quá, vừa, rùng quá trời. Một trong bốn tâm quả thiện, hiệp chí hợp chí. Rồi, mà thầy thực sinh, tâm. Rồi, bây giờ tới người. Người có được mấy hạng người đây quý vị? Người có được mấy hạng người? Mời cô Nhung. Cô Nhung lên coi một trong bao nhiêu hạng người được sanh đây. Rồi mời. Dạ con thưa thầy, tục sinh bằng một trong bốn tâm quả thiện dục giới hợp trí thì người là có một là người tam nhân có khả năng đắc thiền và đạo quả. Dạ thưa hết ạ. À đúng, xà đúng ha. Rồi vậy người vậy có một thôi là người tam nhân. Bởi vì do nhân thiện tương ưng trí cho quả. Về quả hợp trí thì người đó tục sinh ra phải là người tam nhân. Rồi xuống dòng cõi hai chấm, cõi hai chấm,
người tục sinh bằng một trong bốn tâm quả thiện dục giới hợp trí thì được có mặt trong bao nhiêu cõi đây? Mời cô gì nào đây? Mời cô Hà đây. Cô Hà nãy giờ cũng ngon lành ha. Mời cô Hà nha. Cẩn thận nha. Rồi, mời cô Hà giơ tay coi. Dạ thưa thầy, nếu mà tính người thì cũng có bảy cõi vui và có thêm hai cõi nữa là cõi sắc giới và vô sắc giới, cũng có thể tái sanh ở trong cảnh này. Nếu mà liệt kê hết thì con nghĩ trừ bốn cõi khổ là có đủ. Dạ. Rồi cho hai cái học dịch lộn bỏ vô luộc tiếp. Hai cái học dịch lộn tiếp đi. Ai có trứng lên cho dùm coi, ai có trứng lên cho dùm coi. Rồi cô Hồng Dung ghi gì đây? 16 có sắc giới nữa, cho cô Hồng Dung thêm hai trứng vịt lộn nữa. Rồi mời Chánh Tâm. Dạ, thưa thầy, với người tam nhân có đủ tâm tư thì sẽ người đó có thể ở trong 21 cõi. Thứ nhất là cõi người và 6 cõi trời vui, dục giới là 7 cõi. Và cõi sắc giới thì có tất cả là 10 cõi. Con quên để con nhớ nhắc là như Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên, Đại Phạm Thiên, Tiểu Quang Thiên, Vô Lượng Quang Thiên, Biến Quán Thiên, còn bốn cái gì đó con quên này, nhưng mà là 10 cõi của sắc giới và 7 cõi, mà nãy 6 cõi vui dục giới với cõi nhân loại là 7 là 17, với 4 cõi cõi trời, 4 cõi trời vô sắc là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ, tổng cộng là 21 cõi. Dạ, con xin hết ạ. Dạ, xí con quên thưa thầy, tại vì con chỉ có 7 cõi vui mới thôi thưa thầy. Dạ. À, hồi nãy con nói là vì có khả năng đắc thiền nên là con tính cõi sắc giới, nhưng mà thực ra thì chỉ có 7 cõi vui gồm một cõi người và 6 cõi trời vui thôi thưa thầy. Dạ, con xin xuống mic ạ. Minh Tâm ấy, Chánh Tâm lấy 21 cái dung dịch về cắt luôn kho. 21 cõi lấy 21 cái dung dịch kho luôn. Rồi bây giờ đọc lại là coi lại là bốn tâm quả thiện dục giới hợp trí, bốn tâm quả thiện dục giới hợp trí có sanh được trong cõi trời sắc giới không quý vị? Có sanh ở cõi trời sắc giới không? Có làm tâm tục sinh trong cõi trời sắc giới không? À có nữa, à muốn ăn thêm mấy chứng vịt lộn nữa. Không, đâu có được, tâm quả thiện dục giới hợp, dục quả thiện giới hợp trí nó chỉ có mà cái chỉ làm tục sinh trong cõi dục giới mà thôi. Còn tâm thiện, tâm quả thiện sắc giới mới cho tục sinh cõi sắc giới, tâm quả thiện vô sắc giới cho tục sinh cõi vô sắc giới. Cái tâm này không dính dáng gì tới cõi sắc giới đâu. Mình tưởng thiện thiện cái mình bị dính vô như thế này ha. Và còn bài không kỹ là mình dính liền. Và bây giờ một trong bốn tâm quả thiện dục giới hợp trí làm công tác tục sinh trong bảy cõi vui dục giới.
nhớ ra chứ không có mặt trong cõi sắc giới vượt giới được. Tại vì mình nghe mấy người tam nhân, tam nhân tưởng tam nhân là có mặt tùm lum kia, nhưng mà này mình đang học cái phần tâm thiện tương ưng trí đủ tam tư, nó cho ra một trong bốn tâm quả thiện dụng giới hợp trí. Thì bốn tâm quả này làm phận sự tục sinh là chỉ có tục sinh trong cõi vui dục giới mà thôi, làm người tam nhân trong cõi vui dục giới. Thì như vậy có bảy cõi vui dục giới thuộc về người tam nhân. Đúng rồi, bây giờ thời bình nhật cũng vậy đó, nó như trong cái tâm thiện tương trí tâm quả này thì nó đang cái thời bình nhật mà nó cũng thuộc về hữu nhân mà, tâm thiện tâm quả thiện ha. Rồi giờ riêng cái tâm tục sinh thì chúng ta phải để ý cẩn thận chút xíu ha. Được chưa, nắm được chưa? Alo, kính tâm nắm được chưa? Tâm nó quay mà. Rồi mời lên. Thưa thầy, con có thắc mắc là ok, như vậy nè, nếu mà cái người tâm nhân, con không hiểu cái câu hỏi dưới chính xác như thầy, nhưng mà theo con học con hiểu á, nếu mà khi cái người mà họ họ làm tử và họ tục sinh á, thì nếu mà tục sinh mà với cái tâm tâm nhân là họ là vừa là cõi người và cái tục sinh đó là cái tâm quả, mà tâm quả đó là có thể sanh vào cái cõi trời sắc giới và vô sắc giới, tại vì cái người đó là cái tâm thiện hợp chí đủ tâm tư tâm nhân, thì là ý con cũng hơi thắc mắc là tại sao mà tục sinh khi mà mất đi tử và tục sinh, không phải tử tử về cái những cái tâm mà về là cõi trời cõi người hay là cõi trời và cõi trời sắc giới và vô sắc giới, con cũng hơi quên về cái đó, xin thầy nhắc được cho con ạ. Con xin xuống mic nhiều mic là cho thầy, cảm ơn ạ. Rồi chưa chắc lộn xộn như vậy sao. Giờ tục sinh về cõi trời sắc giới bằng tâm quả nào, trả lời là ra liền gì đâu. Tục sinh về cõi trời sắc giới tục sinh bằng tâm quả nào? Năm tâm quả sắc giới mới tục sinh về cõi trời sắc giới được chứ, tâm quả sắc giới mới được chứ, chứ đâu dính dáng gì tâm quả dục giới đâu. Rồi ta tục sinh về cõi trời vô sắc giới bằng những tâm nào? Bốn quả vô sắc, đúng rồi, thì đó nó vậy thôi chứ đâu có dính dáng gì tới tâm quả dục giới đâu. Tâm quả sắc giới, tâm quả vô giới, tâm quả sắc giới thì nó cho tục sinh về cõi sắc giới, tâm quả vô sắc giới cho tục sinh về cõi vô sắc giới, còn tâm quả dục giới thì chỉ tục sinh cõi dục giới thôi, mà không dính dáng gì tới mấy cõi kia ha. Phải nắm lại cái chuyện lộn xộn như vậy ha. Rồi nắm được ha, quý vị hiểu không ạ? Alo, có nắm được không ạ? Alo, cô mới ta có nắm được không? Cô mới ta nắm tên này. Dịch Quỳnh nó mất luôn rồi. Đâu phải chưa sanh vào đó mà mình không biết đâu, không phải. Ví dụ giờ một người muốn sanh về cõi sắc giới là phải tu thiền sắc giới, là phải tu thiền, tu thiền đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền đó, đắc thiền xong xuôi rồi tới giờ cuối cùng tử, trước khi giờ tự cận tử thì mới cái cảnh thiền nó phát sanh để cho tục sinh về cõi sắc giới bằng, lúc đó tục sinh về cõi sắc giới bằng tâm quả sắc giới. Đó là cái quy luật nó vậy, mình phải hiểu là do tu thiền mới đắc được, mới sanh về được cõi sắc giới. Còn không tu thiền mà những cái tâm thiện đó thì đâu có tu thiền. Những cái tâm thiện đó đâu có phải là tâm thiền, mà nó đâu có sanh về cõi thiền. Nắm được chưa?
Ví dụ mình giờ chót mình những cái tâm thiện mình sanh lên đâu phải tâm thiện đâu, tâm thiện khác, tâm thiện khác, đặc sơ thiện khác, mà những cái tâm thiện nó khác, nó khác xa, hai cái khác xa. Rồi đó mình phải nắm cho kỹ, nó lộn như này cái mỏi luôn. Rồi ha, ok ha, qua được ha, rồi tiếp. Thêm cái này, năm tâm quả thiện sắc giới, hai chấm. Giờ xuống đây mình đầu tự ra nè. Năm tâm quả thiện sắc giới. Sanh khởi do bởi năm tâm thiền thiện sắc giới làm nhân. Sanh khởi do bởi năm tâm thiền thiện sắc giới làm nhân. Và chỉ làm phận sự tái tục. À, đây rõ ràng ha, bạn cho kỹ, đọc hết rồi cho kỹ ha. Sanh khởi do bởi năm tâm thiền thiện sắc giới làm nhân và chỉ làm phận sự tái tục. Rồi, tức là cái chỗ này là năm tâm quả thiện sắc giới đó. Là nó có mặt, nó được hiện hữu, nó được sanh khởi ra bởi do năm cái tâm thiền thiện sắc giới, tức là khi mà mình tu thiền mình đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền đó. Thì do đắc những cái tầng thiền đó thì những cái tâm thiền thiện đó nó sẽ làm nguyên nhân, nó làm cái nhân để nó cho ra năm tâm quả này, một trong năm tâm quả thiện sắc giới này. Nếu mình đắc sơ thiền thì nó sẽ cho ra tâm quả sơ thiền, làm phận sự tái tục ở cõi sắc giới sơ thiền. À, nếu nhị thiền cũng vậy, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền cũng vậy ha. Thì năm tâm thiền thiện sắc giới cho ra năm tâm quả thiện sắc giới, làm phận sự là tục sinh ở cõi sắc giới. Nói được chưa? Tức là năm tâm quả này nó làm phận sự ở cõi sắc giới, là phận sự tục sinh. Nắm được không quý vị? À, được không? Dễ ợt không? Có gì là khó không? Rồi thì như vậy ghi thời mình dịch được mà mình chỉ ghi là thời tục sinh hai chấm, thời tục sinh. Dòng tâm hai chấm, tâm hai chấm. Rồi, ai lên trình bày thời tục sinh tâm có bao nhiêu loại tâm? À, đọc câu liệt kê bây giờ một coi. Ai tình nguyện giơ tay đây, mới nói xong nha, mà không biết là thôi. Ai lên? Rồi, mời cho Nguyễn xà thử. Dạ thưa thầy, như thầy nói thì nãy ở trên là năm tâm quả thiện sắc giới, vậy thì thời tục sinh cũng là năm tâm quả thiện sắc giới đó, là gồm có tâm quả thiện, tâm quả sơ thiện sắc giới, tâm quả nhị thiện sắc giới, tâm quả tam thiện sắc giới, tâm quả tứ thiện sắc giới và tâm quả ngũ thiện sắc giới. Dạ sa thú, cảm ơn cô Nhung dạy một trong năm tâm quả sắc giới. Dạ con liệt kê ra vậy có đúng không thầy? Dạ có sai nhờ thầy sửa, con xin phép xuống mic ạ. Ơi, sa thú, chính xác như vậy không? Là thời tục sinh thì có một trong năm tâm quả thiện sắc giới. À, ghi ra một trong năm tâm quả thiện sắc giới. Một trong năm tâm quả thiện sắc giới. Rồi ha. Rồi xuống dòng người hai chấm. Người lạc vô nhân hay là người nhị nhân?
Người nào quý vị? Người lạc vô nhân hay người dị nhân? Hello. Người tam nhân, già tử, già tử. Không bị dụ hay quá mà. Không bị dụ. Nói ly tam nhân, ok, già tử. Người tam nhân, chính xác. Chỉ có người tam nhân mới sanh về cõi sắc giới được ha. Chứ không có người dị nhân không có mặt cõi sắc giới được. Người tam nhân. Rồi, xuống dòng cõi. Cõi sắc giới có bao nhiêu cõi cái gì? Sắc giới có bao nhiêu cõi? 16 cõi sắc giới, xà thủ chính xác. Cõi có 16 cõi sắc giới. Rồi ha, rồi như vậy là mình học vào tâm quả, năm tâm quả thiện sắc giới là cho chúng ta có những loại tạo thực sinh tâm nào, cõi nào, người nào ha, đầy đủ ha. Giờ mình qua tới phần 4 tâm quả thiện vô sắc giới. 4 tâm quả thiện vô sắc giới. Dòng sanh do bởi bất động hành, phải sanh do bởi bất động hành, tức bốn tâm thiền thiện vô sắc giới làm nhân, là bốn tâm thiền thiện vô sắc giới làm nhân. Và chỉ làm phận sự tái tục. Và chỉ làm phận sự tái tục. Rồi, tức là bốn tâm quả thiện của sắc giới nè, nó được sanh khởi do bởi bất động hành, tức là do vô minh duyên cho hành. Hành gồm có ba là phi phúc hành, phúc hành và bất động hành. Thì bốn tâm quả thiện vô sắc giới này thuộc về bất động hành, tức là bốn tâm thiền thiện vô sắc giới. Bốn tâm thiền thiện vô sắc giới làm nhân. À, và khi làm nhân nó cho ra bốn tâm quả thiện vô sắc giới này, là bốn tâm quả thiện vô sắc giới này chỉ có làm phận sự là tái tục, hay gọi là tục sinh. Tục sinh ở cõi vô sắc giới. Ok. Rồi xuống dòng thời tục sinh 2 chấm. Thời sinh 2 chấm. Rồi mời quý vị lên nói coi tâm. Có những tâm nào? Tâm. Có những tâm nào lên đọc coi. Ai tình nguyện đi. Tình nguyện lên đọc bài đi. Rồi, bài mà. Dạ, thưa thầy, tục sanh ở cõi sắc giới thì có bốn tâm quả làm phần sự tục sanh là tâm quả không vô biên xứ, tâm quả thức vô biên xứ, tâm quả vô sở hữu xứ và tâm quả phi tưởng phi thi tưởng xứ. Rồi, xa hướng, xa hướng. Rồi, mình ghi ra có một trong bốn tâm quả thiện vô sắc giới.
Tâm là một trong bốn tâm quả thiện vô sắc giới. Rồi, xin chào người, hai chấm. Người nhị nhân. Đó, người là người nhị nhân. Lên đó có tâm thôi thì là người nhị nhân. Người không chịu, người dân chịu, người tám nhấn vậy thôi, người tám nhấn không chịu nhị nhân thành người tám nhấn. Già vẫn già vẫn không chịu thua, người tam nhân. Rồi cõi, cõi 2.31 cõi đúng không, cõi 31 cõi luôn, mấy bốn rồi bốn ok bốn cõi, cõi có bốn cõi vô sắc ha, cõi có bốn cõi vô sắc. Chưa? Xin dòng, đánh cái bông đầu dòng một cái, có cái bông là đẹp đẹp không? Trong 32 tâm quả hiệp thế. Trong 32 tâm quả hiệp thế. Có 19 tâm quả làm việc tục sinh. Có 19 tâm quả làm việc tục sinh sang kiếp sống mới. Hai chấm. Rồi, trong 32 tâm quả thế có 19 tâm quả làm việc tục sinh sang kiếp sống mới. Rồi, ai lên đọc 19 tâm quả tục sinh này coi. Ai cài lên rồi. Rồi, mời Hà xa lũ xa lũ. Dạ, thưa thầy, con cũng may ho gì đâu. Tại vì con hay nhầm lẫn cái này nên con phải đọc đi đọc lại hoài nên giờ nhớ nhớ. Dạ, 19 tâm quả tục sinh thì có 2 tâm quán sát thọ xả, một thiện một bất thiện, 8 tâm quả dục giới tịnh hảo, 9 tâm quả đáo đại thì gồm có 5 tâm sắc giới và 4 tâm vô sắc giới tâm quả. Con xin hết. Xà thứ, xà thứ. Chính xác không? Rồi, ghi ra 2 tâm quả, 2 tâm quan sát thọ xả quả, thiện bất thiện ha. Hai tâm quả quan sát thọ và xả thọ vô nhân, cộng 8 tâm quả thì giới hữu nhân, cộng 9 tâm quả đó lại thì có 19. Rồi chưa ghi ra, ghi ra hết đây. Còn một cái cuối cùng hỏi một người nữa thôi. Rồi, chính xác ha. Rồi, đó là 19 tâm quả làm việc tục sinh sang kiếp sống mới. Rồi bây giờ 32 tâm quả hiệp thế. Ai lên trình bày đây? 32 tâm quả hiệp thế. Ai tình nguyện giơ tay? Lên là liệt kê luôn nha, đọc liệt kê luôn nha. Rồi, mời cô Dung. Dạ, con thưa thầy, 32
tâm quả hiệp thế, thì gồm có 15 tâm quả vô nhân, 8 tâm đại quả, 5 tâm quả sắc giới và 4 vô sắc giới. 15 tâm quả vô nhân có nhãn thọ xả quả bất vô nhân, nhĩ thức thọ xả quả bất vô nhân, tỷ thức xả quả bất thiện vô nhân, thiệt thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, thân thức thọ khổ quả bất thiện vô nhân, tiếp thâu thọ xả quả bất thiện vô nhân, thẩm tấn thọ xả quả bất thiện vô nhân, nhãn thức thọ xả quả thiện vô nhân, nhĩ thức thọ xả quả thiện vô nhân, tỷ thức thọ xả quả thiện vô nhân, thiệt thức thọ xả quả thiện vô nhân, thân thức thọ lạc quả thiện vô nhân, tiếp thâu thọ xả quả thiện vô nhân, thẩm tấn thọ xả quả thiện vô nhân, thẩm tấn thọ hỷ quả thiện vô nhân. Đó là 15 tâm quả vô nhân. 8 tâm đại quả gồm có tâm đại quả thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ, tâm đại thiện thọ hỷ ly trí vô trợ, tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ, tâm đại thiện tâm đại quả con xin lỗi gọi là tâm đại quả thọ xả hợp trí vô trợ, tâm đại quả hợp trí thọ, tâm đại quả thọ xả hợp trí hữu trợ, tâm đại quả ly trí thọ xả vô trợ, tâm đại quả ly trí thọ xả hữu trợ. 5 tâm quả sắc giới gồm có tâm quả sơ thiền, tâm quả nhị thiền, tâm quả tam thiền, tâm quả tứ thiền và tâm quả ngũ thiền. 4 tâm quả vô sắc giới gồm có tâm quả không vô biên xứ, tâm quả thức vô biên xứ, tâm quả vô sở hữu xứ và tâm quả phi tưởng phi phi tưởng xứ. Như vậy có 15 tâm quả vô nhân cộng với 8 tâm đại quả cộng với 5 tâm quả sắc giới cộng với 4 tâm quả vô sắc giới, tổng cộng là 32 tâm quả. Dạ con đã đọc xong, con xin xuống mic, con kính tri ân thầy ạ. Xà thứ một lát rồi quýu tâm quả là tâm thiện thọ hỷ thọ xả là thọ cả liếu lưỡi rồi, sẵn liếu lưỡi để cho bài thi luôn tuần sau ha, cho bài thi tuần sau luôn. 15 tâm quả vô nhân là lên đọc một hơi một là không có được thở. 15 tâm quả vô nhân đọc một hơi một ha, rồi hai ghi ở đây, ghi là câu thi đọc một hơi một nha, bây giờ đọc một hơi ha, đọc luôn 18 tâm quả, 18 tâm vô nhân luôn ha, 18 tâm vô nhân đọc đầy đủ, 18 tâm vô nhân ghi luôn câu số 1, 18 tâm vô nhân. Hai là 24 tâm dục giới tình hảo, hai là 24 tâm dục giới tình hảo và tiếng Việt ta được rồi, còn muốn thi tiếng Bali Bali chắc động hơn nổi đâu. 24 tâm dục giới tình hảo Bali chết luôn Bali. Rồi chưa, 15 sắc giới, 15 sắc giới, 12 vô sắc giới. Rồi đó là một nguyên một ekip mình làm luôn ha. Từ xa là lên là mỗi người mà giữ một phần ha, lên làm một hơi một chứ không có thở nha, thở là thua, thở là không gì lộn. Tập trung tư tưởng rồi luyện cho mình có cái control mạnh ha. Thua sao được, vậy bả giữa trận thua người gì đâu mà sao yếu đuối quá. Đọc luôn 12 tâm bất thiện luôn hết rồi, ok, sao thứ 12 tâm, tức là nói vô đọc tất cả những tâm hiệp thế ha, đọc hết luôn ha, tất cả những tâm hiệp thế, ai muốn dành phần nào thôi ha, hết rồi vậy ha. Yeah, rồi giờ xong phần thi đấu một hơi là từ sau ha,
À, như vậy từ sau mình đi tới cái phần số 3, ghi số 3 là thức duyên danh sắc. Thức duyên danh sắc thứ 3, chạy. Quá dễ luôn. Đấu từ sau đấu vui à. Rồi, như vậy là hôm nay mình học hành duyên cho thức và là đầy đủ ha, đầy đủ chi pháp này kia. Quý vị này coi lại cho nhớ nha. Rồi, từ sau chúng ta đi tiếp. Giờ phước báo đang nguyện cầu cho tất cả chúng ta do học cái vi pháp là luôn được nhiều điều tốt đẹp, an lành, sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và có trí tuệ thành tựu chánh trí đồng điều nhau cả thấy. Dạ, nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật. Xin trả mic về cho MC. Dạ, con cảm ơn thầy. Con xin chào Dạ, sa thú, Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính thầy tri ân thầy kinh đã giảng dạy bài học ngày hôm nay và cho đạo tràng học hiểu và ôn bài, rất là hoan hỷ cho đạo tràng, nhưng mà thật là rất là căng thẳng luôn. Dạ, nhưng mà không sao, căng thẳng thì từ từ điên hả chị Minh Ta ha. Dạ, sa thú, lành thai một lần nữa Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ân thầy. À, dạ con, để cho con coi danh sách coi. Còn dạ đại đức Pháp Trang còn trong room không mời sư? Nếu sư còn ở trong room, sư cho con xin một tín hiệu ạ. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ đại đức Pháp Trang còn trong room không, cho con xin một tín hiệu ạ. Alo. Dạ, vậy là không có sư rồi. Dạ, đại đức Tuệ Đức có ở trước, ở trong room không bà sư? Sư cho con một tín hiệu ạ. À. Dạ, đại đức Tuệ Đức có trước máy không? Có nghe được âm thanh con không? Cho con xin tín hiệu ạ. À. Dạ, con nãy giờ con căng thẳng quá, con không có BM cho vị nào hết. Nên con không biết vị nào còn đang ở trước máy. Trước nhất con xin được mời đạo tràng. Ông bài, à quên.